Theo Loa Âm Ly xin chào các bạn. Lâu lắm rồi, hôm nay mới lại làm được cái video. Có lẽ cũng phải gần một năm nay. YouTube thì độ này cũng ít người xem nên cũng lười. Tôi thì bận quá. Hôm nay thì cũng cố gắng tranh thủ làm một cái video. Chủ đề hôm nay là tôi nói về thêm nam châm vào cổ loa. Và trong cái bài này thì nó sẽ nội dung của nó là mục đích yêu cầu phải thêm nam châm như thế nào. Có cần phải thêm hay không? Và cái phần 2 có lẽ là nó trong video này thì chắc là tôi sẽ không nói được. Tôi sẽ nói phần sau. Nhưng mà trước khi thêm thì các bạn cần phải biết loa của mình có cần thêm hay không. Và cái phần đầu thì tôi sẽ nói về cái những cái dẫn dắt gọi là lý thuyết. Để có phải thêm hay không? Đây là cái phần Windows 7 cổ lỗi sĩ mà các bạn dùng máy vi tính chắc là không nhiều. Bây giờ đấy, nó đã bị tiệt lọc rồi. Nhưng mà những cái phần mềm cổ thì những cái phần mềm để dùng cho loa LED thì nó lại ưa những cái, nó là phần mềm cổ, nó lại ưa những cái chương trình này. Chữ Win 11 thì không dùng được. Đây là cái máy ảo tôi cài trên cái nền Win 11. Đấy, bấm cho hết. Nhìn thế này thì các bạn thấy nó như là một cái màn Win 7. Đây là một máy ảo. Đây là một cái phần mềm thiết kế loa. Các bạn phải nên nhớ rằng làm loa bây giờ thì các bạn phải dựa vào các công cụ tính toán bây giờ nó là phổ biến nhé. Các bạn có thông minh, có sáng tạo đến mấy thì các bạn mà cứ không có kiến thức, không có những cái công cụ này thì các bạn không bao giờ làm được cái loa chuẩn đâu. Mà muốn loa hay thì đầu tiên phải làm đúng bài bản đã. Đấy, bây giờ các bạn nhìn trên đây là cái data của một củ loa. Thế các bạn muốn xem cái củ loa của mình trong thùng loa của mình ấy có cần phải thêm nam châm không, thì các bạn phải có cái data của cái củ loa đấy. Mà không có data thì các bạn phải đo. Thì đầu tiên thì tôi nói theo quy trình trước đã, tức là cái củ loa có data, bởi vì các bạn nhu cầu, các bạn có cái thùng loa mà các bạn muốn cải tiến nâng cấp của nó lên thì các bạn phải biết, chứ còn nó không phải cứ lầm mò. Nhiều các bạn ở trên mạng thì mất rất nhiều tiền để đưa cho các bác thợ mò mà không có kiến thức, không có công cụ cải tạo. Nhiều bạn nói thì rất ghê gớm nhưng mà tôi thấy không làm theo đúng bài bản. Mà những cái bạn mà có danh tiếng rồi ấy, nhưng lại không có kiến thức cao ấy, chuyên nghiệp chuyên sâu ấy thì vẫn cứ lấy được nhiều tiền bởi vì người ta có danh tiếng rồi thì nhiều khách hàng. Thế đây các bạn nhìn vào một cái data của một cái củ loa đấy, nó có từng này cái data này. Mà trong này thì vẫn đến 90% đấy chứ vẫn còn những cái data ở ngoài. Những cái tham số ở ngoài.
Nhưng mà những cái này thì không quan trọng. Đây là các bạn nhìn vào cái BL của củ loa. BL của loa thì các bạn thấy đây, ví dụ như cái củ loa đây tôi đưa ra, đây là data của cái củ loa Antech Lăng Sinh 515B. Củ loa này nó có BL là 26,36. Mà các bạn đã xem YouTube, kênh YouTube của tôi thì có cái video tôi đã nói về cái data BL này rồi. Hôm nay tôi nói lại cho các bạn. Sức mạnh của củ loa tức là cái BL này và cái RE này. RE nhỏ thì RE nhỏ thì sức mạnh của củ 500 mạnh. BL cao thì là sức mạnh của củ 500 mạnh. BL này thì là tích số của mật độ từ thông trong khe từ của cái nam châm ấy, nhân với lại cái chiều dài mà dây cuộn dây loa nằm ở trong đấy, chiều dài tính ra mét nhé. Nó được tính bằng Tesla mét, tức là tích số của cảm ứng từ nhân với lại chiều dài của dây. Đấy, thế là khi mà các củ loa của các bạn nếu mà đã lâu năm rồi thì tức là những củ loa cổ ấy thì cái BL nó sẽ bị suy giảm. Thì các bạn phải thêm nó vào đây để cho nó đủ, để nó phục hồi nguyên bản cái củ loa cũ. Thì mà tất nhiên là trước khi mà thêm hay không thêm nam châm thì các bạn phải có máy đo tham số. Tức là các bạn phải có máy đo đây này, đo tham số của loa thì các bạn cũng phải có máy móc, mà tôi đã cũng giới thiệu cái cách đo tham số của loa rồi đây này. Trước những video trước thì tôi có cái máy rất là xấu xí để trần chuồng. Đây tôi mới có cái máy mới này, máy này nâng cấp được hơn năm nay rồi. Nó là một cái, đối với tôi nó là một cái máy đa năng, đa di năng, tức là đo được các thông số kỹ thuật của củ loa đấy, nó đo được ra những cái thông số này nhá, rồi đo đáp tuyến của cả thùng loa, của củ loa, của cả thùng loa. Ba nữa là cái máy thu âm đấy, tôi thu là tôi hay hát trên mạng bằng cái máy này. Và nó là cái âm ly để nghe nhạc. Âm ly này chỉ có 15W thôi nhưng mà chất lượng âm thanh rất là high-end. Cái âm ly này là một cái âm ly thiết kế riêng đặc biệt của tôi, là một thiết kế rất lạ so với những âm ly thông thường. Mà cái thiết kế này thì tôi cũng đang chào bán nhưng mà cũng chưa gặp khách hàng. Thôi bây giờ lại quay về củ loa. Thì khi mà các bạn đo cái tham số này, các bạn không cần quan tâm đến cái gì khác, mà các bạn quan tâm cái BL này, cái củ loa bát. Thêm là chỉ thêm cho củ loa bát thôi nhé, còn loa chung thì loa tép thì các bạn thêm là tiếng nó lại sai đấy. Mà cũng có khi phải thêm đấy, nhưng mà nó cũng phải đo. Cái đấy là phải đo đến đáp tuyến, đo lắm thứ lắm, lằng nhằng lắm. Cho nên chủ yếu là thêm vào cho củ loa bát thôi. Đấy, bây giờ củ loa bát của đó là hai, có cái BL đấy là 26,36, nhưng có các bạn đo nó lại sụt giảm quá xuống dưới 24 chẳng hạn, thì lúc ý đòi hỏi nhu cầu là phải thêm nam châm. Nhưng mà thêm nam châm cũng có ý nghĩa chỉ là phục hồi được củ loa bị sụt giảm nam châm thôi. Nhưng mà tôi nói cái phần cơ bản các bạn phải đi sâu thêm nữa. Những cái thùng cái củ loa của những cái thùng loa cổ ấy, ví dụ như dòng Tannoy, hoặc như đây cụ thể là cái dòng Antech Lăng Sinh này,
Unpacking này thì nam châm người ta thiết kế có lẽ là hơi quá đà, tức là quá mạnh, tức là nếu nó sụt đi có khi là tiếng trầm tốt hơn đấy nhé. Mà các bạn muốn biết là cái sức mạnh của nam châm nó tác động gì đến âm thanh trầm ấy thì các bạn sẽ xem trên kênh của tôi có một cái video tôi nói về sức mạnh của nam châm ảnh hưởng đến gì đến âm thanh, thì các bạn sẽ thấy không phải lúc nào cái nam châm mạnh là tiếng trầm tốt. Nam châm mạnh quá mà nó bị nhụt đi, tức là nó bị suy giảm theo năm tháng ấy, thì tiếng trầm cải thiện tốt hơn. Đấy, cho nên tôi nói là thêm nam châm vào là để khắc phục củ loa cũ, nhưng mà không phải củ loa cũ nào cũng cần phải thêm nam châm. Đấy là ý thứ nhất. Và ý thứ hai ấy, trong những cái thùng loa của Nhật, những cái thùng loa mà các bạn mua được trên dưới chục triệu ấy, thì tôi đã khảo sát và cải tạo rất nhiều thùng loa Nhật, thì tôi thấy là hầu hết các củ loa bát của Nhật là thiếu nam châm. Thì những cái củ loa đấy thì dù có mới mà thêm nam châm cũng là điều tốt, nhưng mà thêm thì nó phải thiếu một chút nam châm thôi, tức là thêm vào nó chỉ cải thiện cho các bạn được 15-20%. Nếu mà các bạn thêm nam châm vào đúng điểm đúng huyệt ấy, thì nó sẽ tăng lên đến 20%, còn không thì chỉ cải tạo được 10% thôi. Mà củ nam châm nó yếu quá, nhưng mà những các thùng loa Nhật ấy, thì các bạn có thêm vào cũng không tác dụng, tức là cải thiện được một tí tí vì các bạn thêm vào nó cũng chưa đủ. Tôi đã cải tạo rất nhiều thùng loa Nhật, cải tạo củ loa bát ấy, tôi phải thay cả củ nam châm. Nói chung là củ loa bát của loa Nhật thì tôi mua về còn mới, tôi có thể là phá hẳn ra chỉ lấy mỗi cái xương này. Tôi đã làm rất nhiều thùng loa như thế, những cái thùng diatonic rất thiếu nam châm, cho nên tôi cải tạo tôi phải phá cả ra. Ở nhà tôi có rất nhiều những cái thùng loa tôi cải tạo như thế, tiếng rất hay. Thùng bass 30 nghe như JBL 100 ấy. Còn trong những cái thùng loa cổ nói chung thì nam châm thì thường thường bị yếu. Mà muốn biết là yếu hay không thì các bạn phải đo đo tham số kỹ thuật của loa. Thế cho nên những cái người mà thêm nam châm cho các bạn ấy, tôi thấy ở trên mạng có một số những người giới thiệu là thêm nam châm vào thùng loa để cải tạo, nhưng mà các bạn ấy làm thì có vẻ là amateur, làm cho kinh nghiệm. Các bạn cứ có thùng loa đưa đến là các bạn thêm nam châm vào, mà các bạn ấy có tiếng tăm, có nhiều khách hàng, các bạn ấy lấy rất đắt. Các bạn ấy thường khinh đồ linh kiện của tàu, các bạn hay dùng mua nam châm của Đan Mạch đắt như thiên cầm ấy. Tôi nói với các bạn, tàu là một cái nước biết dùng nam châm gần như là sớm nhất thế giới, và nguồn nam châm ở tàu cũng là phong phú nhất thế giới, tàu sản xuất nam châm bán ra khắp thế giới. Trên các bạn là mua của Đan Mạch hay của các nước nào đó ấy, thì có khi nó xuất xứ từ tàu đấy, chỉ có cái là nó đắt hơn nam châm của tàu thôi. Tàu nó bán một thì sang các bạn mua thành ba. Cho nên ở tôi thì mà có thêm nam châm thì nam châm của tàu thôi, mà cũng chả phải nam châm cao cấp của tàu đâu, nam châm thông thường thôi, nó cứ lưu trữ từ tính. Khi các bạn thêm nam châm vào cái củ từ của loa thì các bạn phải điểm đúng huyệt nhé, mà muốn điểm đúng huyệt thì các bạn phải có máy móc đo. Đây. Chứ là như các bạn làm mò ấy, thì các bạn cứ tương nam châm vào có khi là nam châm rất mạnh nhưng mà nó cũng không hiệu quả, cũng không làm cho cái củ từ của các bạn mạnh lên là bao nhiêu. Thế bây giờ quay lại cái củ loa Antech này,
Tôi nói thẳng với các bạn, củ loa Antech này thì đa số không cần phải thêm nam châm, kể cả nó bị nhụt đi một chút. Đây các bạn muốn đi vào lý thuyết của nó thì các bạn biết có cần phải thêm nam châm hay không, thì các bạn đi sâu thêm vào lý thuyết là các bạn sẽ biết nguồn cơn nó là thêm như thế nào. Đây là cái phần mềm mà thiết kế thùng loa chuyên nghiệp. Nó tên là BudBox Pro 6. Ở trên mạng có rất là nhiều phần mềm tự do, miễn phí. Nó cũng tính toán ra thùng loa cũng hiệu quả như cái phần mềm này. Kết quả cũng như nhau. Nhưng nó không thể mạnh bằng phần mềm này được. Phần mềm này nó rất mạnh và nó chi tiết lại nhanh. Cho nên những người mà không có điều kiện để có phần mềm chuyên dụng thì các bạn download các phần mềm ở trên mạng, rất nhiều phần mềm thiết kế thùng loa. Thế đây bây giờ để các bạn biết rõ cơ sở lý thuyết để có cần phải thêm 500 hay không, thì đây mới là cái gốc của nó. Đây các bạn có cái phần mềm này thì có, đây các bạn bấm vào chữ bốc, cái phần bốc, cái chuyên mục bốc là cái phần mềm thiết kế thùng loa. Đây khi bạn bấm vào bốc thì nó sẽ ra cái giao diện này. Đây, bốc design này là cái phần mở đầu để thiết kế thùng loa. Thì bây giờ các bạn mà có thùng loa rồi, và đầu tiên là các bạn phải đo được cái tham số data như vừa rồi nhé, tham số kỹ thuật của nó. Các bạn nạp vào cái phần mềm này ấy, và các bạn sẽ chọn, đây cái lựa chọn đầu tiên tip là cái lựa chọn thùng loa. Ví dụ các bạn thùng loa là thùng loa có lỗ thông hơi, đa số là thùng loa lỗ thông hơi, và đầu tiên là close box là thùng loa kín. Như đấy tôi nói thùng loa của các bạn đa số là lỗ thông hơi, van box. Và cái củ loa Antech này nó cũng dùng là cái thùng loa lỗ thông hơi, thì các bạn bấm vào cái phần van box này. Sau đó cái phần sút ghét là cái phần mềm này nó đề xuất ra các dạng thùng các bạn cần. Đây bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy có bốn lựa chọn. Cái lựa chọn đầu tiên này là hai ao này. Hai ao này là cái lựa chọn cho thùng loa tối thiểu. Thùng loa tối thiểu này thì đáp tuyến nó chưa được phẳng lắm. Nó có hai đặc điểm là đáp tuyến không được phẳng lắm. Và các bạn nhìn cái đường đỏ đỏ này nó hơi bị gồ lên một chút. Tức là sẽ lợi bát. Như tiếng trầm là không được tốt lắm. Nhưng mà đây là cái thùng nhỏ nhất có thể chấp nhận được. Thế các bạn bấm vào phần này xong các bạn accept. Accept đối với củ loa này ấy, nó cho ra cái thùng thể tích của thùng là 42, tức là 43 lít đi. Đây nó đề là 42,82 thì cứ cho là 43 lít đi. Thế nhưng mà các thùng loa của bạn nếu mà dùng cái củ loa này nhé, tôi nói là đây là đại diện thôi, chứ bất kỳ thùng loa nào thì nó sẽ ra những cái như thế này. Nếu mà cái thùng loa của bạn đang dùng ấy mà nó nhỏ hơn cái thùng loa này, nhỏ hơn cái đề xuất này, thì chắc chắn là các bạn phải thêm nam châm. Còn bây giờ nó lớn hơn thì lại khác, lớn hơn là ok, các bạn có thể không phải thêm nam châm, bởi vì nó đã, các thùng loa của các bạn đã đạt yêu cầu tối thiểu. Nhưng thùng loa này thì phải nói chưa là tốt lắm. Nếu mà các bạn thùng loa nhỏ hơn thì chắc chắn phải thêm nam châm.
Bởi cái giống nam châm trong củ loa ấy, thì nam châm càng yếu nó đòi hỏi thùng loa càng phải lớn, còn nam châm mạnh thì thùng loa lại nhỏ đi. Nhưng mà thùng lớn phải nói là rất có lợi các bạn ạ. Thùng loa nhỏ là một cái yêu cầu, là một cái lựa chọn không tốt một tí nào cả. Thùng loa nhỏ thì đáp tiếng trầm bị hạn chế về độ sâu. Cho những cái thùng loa nhỏ nhỏ xinh xinh đừng đòi hỏi độ trầm sâu. Thùng loa càng lớn thì càng tốt. Nhưng mà lớn quá thì dẫn đến tiếng bass bị nhụt, nó không còn độ cộng hưởng mạnh mẽ nữa. Thùng loa lớn thì thường thường cho tiếng bass dễ chịu nghe hơn nhưng mà lại nhụt. Đấy, cái đặc điểm của nam châm nó tác động đến thùng loa như thế. Thì khi mà các thùng loa của bạn đã lớn hơn, đây là cái thể tích 42,8 lít nó đề xuất đối với cái thùng củ loa Antech nhé, 515B nhé. Nhưng mà củ loa này mà dùng vào cái này thì tiếng trầm rất là bị nông, thì mà cũng không phải là cái thể tích tối ưu. Đây, thể tích tối ưu là cái lựa chọn thứ hai. Cái lựa chọn thứ hai này là cái thùng rộng rãi hơn và nó sẽ có độ cộng hưởng trầm sâu hơn, đáp tiếng phẳng hơn và tiếng trầm ra mạnh mẽ. Đấy các bạn, lựa chọn thứ hai các bạn accept. Sao nó lại ra giống nhau? Chắc là nhầm thao tác gì đây. À, cái này thùng loa này, cái lựa chọn thứ nhất là nó thùng bé quá, nó không cho ra kết quả. Đấy, đây là cái hậu quả này là do nam châm mạnh quá nhé, cho nên nó cũng stop. Nam châm mạnh quá nó không có cái thùng bé nhất, cho nên nó lại cho cái kết quả 42,8 lít, là cũng như là cái kết quả mở rộng đấy. Đấy, 49,77 lít là cái thùng tối ưu. Nói tối ưu nhưng mà chưa chắc là tiếng bass nhiều bạn các bạn đã thích đâu. Tôi mô tả cái tiếng bass này là nó cộng hưởng tối ưu, tức là ra một đáp tiếng phẳng nhất và tiếng trầm được mở rộng hơn so với cái lựa chọn thứ hai. Nếu mà thùng các bạn mà lớn bằng này hoặc là lớn hơn một chút thì ok. Mà các bạn mà yêu cầu tiếng bass tốt mà thùng của các bạn nhỏ hơn so với đề xuất này thì là phải thêm nam châm. Ở đây cái thùng Antech này thường thường người ta lại đóng lên 110 lít. Đấy, như đầu tiên là tôi đưa ra cái phần mềm nó đề xuất là 110 lít. Thì đó là lựa chọn thứ ba đây. Đây là S10 bass, tức là tiếng trầm mở rộng. Tiếng trầm mở rộng thì các bạn thấy nó có một nhược điểm là nó không được cộng hưởng mạnh mẽ. Đấy. Và cái độ cộng hưởng tần số thấp này nó bị nhụt. Tức là không, tiếng trầm nó không được chắc chắn mạnh mẽ. Và nó bị nhụt đi. Cho nên không phải là cái củ loa là cái nam châm mạnh quá là được. Đây là thùng hơi bị lớn so với yêu cầu, nhưng bù lại tiếng trầm mà thùng loa lớn tiếng nghe thanh thang, nó sẽ bị nhụt trầm đi nhưng mà lại nghe thanh thang, và thùng càng lớn bao nhiêu thì nó càng sâu bấy nhiêu. Và cái đây cái lựa chọn thứ 4 là các bạn tùy chọn theo cái tần số cộng hưởng, nhưng mà thôi cái này tôi không nói đến. Thế cho nên đây này, nếu mà theo đây là theo cái thùng Antech là đóng theo cái S10 bass này. Đấy. 160 lít. À, 106,3 lít. Đấy, đúng là thường thường như người ta hay thiết kế cái thùng Antech như này. Nhưng nếu mà củ loa Antech bây giờ củ loa Antech mà được lắp vào cái thùng 100 lít này này, mà nam châm của các bạn nhụt đi, tức là đang như lần trước nhỉ, nó đang là 26 Tesla mét ý, mà nó nhụt xuống 24 ý, thì cái thể tích này rất phù hợp với nó.
Đấy, thể tích 106 lít này thì nó sẽ có độ sâu của tiếng trầm như là cái thùng 103 lít này, nhưng mà lại có cái độ cộng hưởng phẳng như là cái 2 fidelity này. Thế cho nên đối với củ loa Antech nhé, đây là củ loa Antech 515 này đấy, tôi đang nói, tôi không thể nói hết được các củ loa, nhưng mà củ loa Antech mà các bạn đang đóng thùng 106,3 lít này hoặc là hơn cái thể tích này mà nó nhụt, mà các bạn đo được cái BL nó nhụt đi thì đấy là điều đáng mừng, tiếng trầm tốt hơn thôi. Nhưng mà tiếng trầm tốt hơn mà nó nhụt hơn thì tiếng chung của các bạn sẽ bị tối đi, tức là bị giảm độ nhạy đấy, nhưng mà nó sẽ cân bằng, tiếng trầm với tiếng chung nó sẽ cân bằng và tiếng trầm tốt hơn đấy. Cho nên nếu mà nó có bị nhụt đi, các bạn kệ sờ đấy, nhụt xuống độ tất nhiên là nhụt ít đi nhé, ví dụ 26 mà nhụt xuống 24 trở lên là ok. Đây là tôi đang nói củ Antech nhé, còn các củ khác nói chung thì lại phải tùy. Đấy. Nhờ tôi nói thế này thì cũng hết đầy đủ ý nghĩa về cái việc mà cần phải thêm hay không, cái mục đích yêu cầu để thêm hay không thêm nam châm rồi nhờ. Mà có lẽ là trong cái bài này thì tôi cũng chỉ nói đến cái phần này thôi. Còn cái phần mà thêm nam châm thì tôi có lẽ là tôi phải cho vào video sau. Bởi mà khi mà quay cái đấy thì nó rất là khó. Nhiều các bạn làm YouTube mà quay một tay rồi một thao tác một tay trông nó lóng ngóng lắm. Mà tôi thì không khéo như các bạn ấy. Lần sau tôi sẽ dàn dựng để tôi quay cho nó bài bản. Có khi quay một tay thì các bạn mải chú ý thao tác, rồi có khi các bạn chĩa camera vào cái chỗ không cần quay, cái chỗ cần quay thì lại không quay, thành thử ra người xem chả hiểu cái gì. Đấy, cho nên nói tóm lại ấy, khi mà các bạn mà mang loa đến một người thợ nào thì người ta phải có đầy đủ công cụ phương tiện như tôi đây. Nếu mà các bạn mang loa đến tôi thì tôi phải đo qua các thao tác như thế, để khi tôi mà khám loa của các bạn thì phải đo qua những cái phần này thì mới đưa ra kết luận cuối cùng là có thêm nam châm hay không thêm nam châm. Và sau khi đo mà khảo sát loa thì các bạn thì tôi sẽ đánh giá được tình trạng loa của các bạn nó đạt đến đâu và cần phải cải tạo những cái gì. Chứ còn đâu, trên mạng thì tôi thấy nhiều những nhà chuyên nghiệp về loa nhưng các bạn không nắm được kiến thức chuyên sâu về loa. Các bạn làm theo cảm tính, theo kinh nghiệm lâu năm ấy. Tất nhiên là các loa thì cũng được cải thiện thôi, nhưng mà nó cải thiện không triệt để. Và tôi thấy nhiều các bạn chuyên nghiệp cải tạo loa thì lại làm ngược lại, làm cho loa thậm chí là còn xấu đi. Vì các bạn cho thì các bạn giỏi hơn nhà sản xuất. Thì đúng nhiều nhà sản xuất ra là cái loa có hoàn thiện đâu. Nhưng mà các bạn làm thì các bạn cũng giống người ta, các bạn cũng không có kiến thức chuyên sâu thì các bạn cũng lại phạm phải những cái sai lầm như thế. Tôi xem nhiều video, nhiều kiến thức phổ biến trên mạng thì tất nhiên là tôi cũng không xem của nước ngoài đâu. Xem những trang kênh YouTube phổ biến kinh nghiệm về loa trên mạng thì chả thấy một chuyên gia nào có kiến thức chuyên sâu về loa, các bạn làm hoàn toàn theo kinh nghiệm. Nhiều những cái trang còn dạy cho các bạn dốt thêm về loa. Nhưng mà lại rất nhiều người người ta xem, chứ không phải như kênh của tôi mà lác đác vài mống xem. Những cái kênh mà các chuyên gia mà không biết kiến thức về loa nhưng mà lại làm chuyên gia giảng dạy về loa thì lại rất nhiều người xem. Điều đó rất nguy hiểm, sẽ làm kiến thức của cộng đồng suy giảm.
Năm ngoái tôi cũng xem có một kênh, tất nhiên là không biết là có ai hay không nữa, mà tôi thấy duy nhất có một kênh YouTube, có một bạn làm kênh YouTube về loa. Bạn này thì kiến thức khá là chuyên sâu về loa, bạn này thì tuổi cũng là cũng đứng tuổi rồi, trông mặt hiền hiền, nói về kỹ thuật lạnh khô, chứ không như tôi vừa già vừa nói vừa làm trò cho nó vui. Còn cái bạn có cái trình độ chuyên sâu về loa đấy thì tôi thấy duy nhất có một kênh. Năm ngoái bạn ấy ra một cái video phổ biến về cách tính toán thể tích thùng loa kín, và các bạn ấy dùng các công thức tính toán thùng loa kín theo sách. Nhưng mà đấy là cái nhược điểm của bạn đấy, làm loa chuyên nghiệp phải có những phần mềm đầy đủ, những công cụ bằng phương tiện. Cho nên tính toán như thế thì tôi tính toán cách đây 30 năm rồi. Ngày xưa tôi làm gì có phần mềm như bây giờ. Tôi phải tính toán bằng thùng loa, bằng những công thức mà đúng là nói thật phải có máy tính mới tính ra được. Máy tính là máy tính cầm tay Casio ấy. Ví dụ là thể tích thùng loa hở nó có những cái con số mà lũy thừa của loa 2,87 thì các bạn tính như nào? Tất nhiên là phải có máy tính Casio mới tính được. Mà nó rất lâu, tính toán thì nó tính toán cái kiểu đấy thì nó không biết trời đất ra làm sao cả. Cho nên đây là cái phần mềm này. Đấy, tôi giới thiệu cái ưu điểm của phần mềm này. Mà cả các bạn làm cái kênh mà có kiến thức giỏi giỏi ấy mà xem kênh của tôi thì sẽ thấy cái ưu điểm. Bây giờ cái của phần mềm mềm này trên mạng bây giờ phần mềm tự do nhiều lắm. Hình như là phần mềm UIN ISD mà tôi đã giới thiệu ở trên trên kênh của tôi rồi. Đây này, khi mà các bạn đã đưa vào nó sẽ đề xuất cho các bạn ra một luôn cái đáp tuyến trầm như thế này, mà nó có rất nhiều lựa chọn, tùy các bạn thích như thế nào thì các bạn sẽ lựa chọn tính toán như thế, và nhìn vào cái đáp tuyến này thì các bạn sẽ phán đoán ngay được ra tiếng trầm. Các bạn làm quen thì các bạn sẽ phán đoán ngay tiếng trầm của mình nó hoạt động như nào, các bạn gia giảm thêm bớt, các bạn có thể thay đổi kích thước của ống thoát trầm, thay đổi thể tích của thùng loa như nào, nó sẽ ra kết quả ngay. Cho nên cái bạn vừa rồi mà tôi giới thiệu, tôi cũng chả nhớ cái kênh là cái gì. Thì bạn lên sưu tầm những phần mềm này để tính toán cho nó nhanh và nó sẽ ra kết quả hiệu quả hơn. Bài nói của tôi hôm nay đến đây thì có lẽ cũng là cũng cạn ý. Còn cái video sau mà để quay để cách thêm nam châm nào để cho nó hiệu quả ấy, thì tôi nói sơ bộ cho các bạn là nó các bạn phải có cũng phải dựa vào cái máy đo, mà xem cái máy đo các bạn tương cái nam châm vào thì nó sẽ thể hiện ngay tức thì là nó mạnh đến đâu. Mà thêm nam châm thì về lý thuyết thì nó cũng không có gì ghê gớm lắm, nhưng mà như các bạn áp cái nam châm vào cái củ loa như thế nào thì nó sẽ có hiệu, các bạn xoay sở như nào và thêm như thế nào nó sẽ thể hiện ngay. Thế cho nên phải có phần mềm, phải có máy đo. Còn đâu các bạn mà làm mò thì cứ thêm nam châm vào thì là nó không hiệu quả. Có khi các bạn điểm không trúng huyệt, thêm nam châm vào cũng bằng thừa. Mà các bạn ấy thêm nam châm thì toàn nam châm xịn của Đan Mạch, cho nên tôi thấy các bạn ấy tính tiền rất là cao. Mà những người mà chơi rất là cầu kỳ mang đôi loa rất quý đến cho các bạn đấy, trả rất nhiều tiền, xong rồi về khen lấy khen để, làm mò thế nhưng mà được khen lấy khen để,
chất lượng cải thiện, trông thấy nghe tiếng bát nó chắc chắn rồi, nó thế nọ thế kia, đoạn lời hay ý đẹp về tính cái loa sau khi được cải tạo. Nhiều tôi nói với các bạn làm ở đây không hiệu quả đâu nhé, mà dùng một cái nam châm của Đan Mạch ấy, nó giá trị chỉ một thì các bạn phải mua vào thành ba, có khi là nó cũng nhập từ Trung Quốc vào thôi. Chứ các bạn đừng có ngại ngùng gì mà dùng nam châm Trung Quốc. À, các bạn, cái video này tôi làm thì tôi quay riêng xong rồi tôi đã up lên mạng, cho nên các bạn cũng không đặt được câu hỏi trong trong video, tức là câu hỏi trực tiếp để tôi trả lời trực tiếp. Tôi nói đây này, không biết các bạn có tiếp thu, có hiểu bài hay không. Bạn nào không hiểu bài thì các bạn comment ở dưới, vì tôi chẳng bao giờ live stream đâu. Live stream thì nhỡ đâu mình cứ nói luyên thuyên thì nó sẽ lên mạng hết, cho khi nói như thế này thì nó sẽ có cái lựa chọn tốt hơn. Bạn nào chưa hiểu thì các bạn cứ comment ở dưới, tôi sẽ cố gắng tôi xem để tôi trả lời các bạn. Mà các bạn thông cảm nhé, tôi nhiều việc bận lắm, nhiều đam mê, có khi là tôi không xem kênh thì tôi cũng không biết là các bạn hỏi đâu. Cho nên bạn nào thích thì vào xem rồi comment. Và khi các bạn xem thì các bạn nhớ, bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn đăng ký. Và các bạn xem thì cố gắng bấm like. Những cái việc làm của các bạn là cái niềm động viên để cho tôi cố gắng làm video thêm. Video của tôi làm thì nói thật, kênh của tôi 4 năm nay rồi nhưng mà cũng ít người xem lắm, không kiếm ra tiền. Mà những cái kiến thức này tôi nói ra là những kiến thức ngày xưa là tôi bí mật đấy. Nhưng bây giờ thì tôi bí mật thì cũng chả để làm gì, không có người kế tục sự nghiệp. Mà kế tục sự nghiệp cái nghề này nói thật với các bạn bây giờ nó cũng khó ra sản phẩm lắm, cho nên nó cũng ít hứng thú để làm video. Cho nên các bạn cứ tích cực comment, chia sẻ, subscribe, rồi like thì cũng là nguồn động viên. Mở kênh ra mà có nhiều các bạn xem rồi đăng ký rồi các kiểu các động thao tác thế thì trông nó cũng vui lắm, thì sẽ cố gắng làm thêm. Còn tôi thì rất là bận, tôi làm việc phải nói là cứ mở mắt ra là phải làm việc, việc là toàn những để cho nó do sự đam mê thôi, chứ nó cũng giả trả ra tiền đâu, nhưng mà rất đam mê, rất bận rộn. Ôi máy bị nóng quá rồi, thôi đến đây thân ái chào tạm biệt các bạn.